Cẩn thận với hiện tượng đa ối khi mang thai. Nước ối được sản sinh trong những tuần đầu của thai kỳ để di chuyển chất lỏng từ máu vào trong túi ối. Khi em bé lớn dần, trong tam cá nguyệt thứ 2 của thai kỳ, bé nuốt nước ối và đào thải nó trở lại nước ối. Hầu hết thời gian cơ thể của bạn và em bé đang phát triển sẽ điều chỉnh lượng nước ối. Thỉnh thoảng bạn sẽ gặp trường hợp quá ít hay còn gọi là thiểu ối, hoặc quá nhiều nước ối hay còn gọi là đa ối. Thứ nhất, chúng ta cùng tìm hiểu lượng nước ối thông thường sẽ là bao nhiêu. Trong một thai kỳ bình thường, cơ thể của bạn sẽ sản sinh khoảng 800 đến 1000 ml nước ối trước khi nó bắt đầu giảm dần sau 36 tuần. Đa ối là hiện tượng có quá nhiều nước ối trong bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ. Tình trạng này rất hiếm gặp, chỉ có 1% mẹ bầu phải đối mặt với tình trạng này trong thai kỳ. Đa ối rất khó phát hiện, nhất là đối với những trường hợp nhẹ. Thứ hai là các triệu chứng thường gặp. Thông thường trong các buổi kiểm tra, bác sĩ sẽ theo dõi xem mẹ bầu có đang gặp vấn đề về lượng nước ối hay không. Mẹ bầu nên thông báo với bác sĩ trong trường hợp bắt đầu đau bụng, đau lưng, đau chân hoặc có cảm giác khó thở, sưng bàn tay hoặc sưng bàn chân. Nếu tử cung bắt đầu tăng trưởng nhanh hơn dự kiến, bác sĩ có thể siêu âm để đo lượng nước ối trong tử cung. Sau khi siêu âm, bác sĩ sẽ xác định mức độ chỉ số nước ối của bạn. Thứ ba, đa ối khi mang thai thì liệu có nguy hiểm hay không? Đa ối có thể gây ra bất kỳ vấn đề gì, tuy nhiên bác sĩ sẽ phải theo dõi cẩn thận. Quá nhiều nước ối cũng có thể dẫn đến vỡ màng ối sớm, dẫn đến sinh sớm, ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của bé và có thể gây dị tật xương. Quá nhiều nước ối cũng có thể dẫn đến nguy cơ thai bị chết lưu hoặc xuất huyết sau khi sinh. Thứ tư là nguyên nhân gây ra đa ối là gì? Thứ nhất là bệnh tiểu đường của mẹ không được kiểm soát một cách thích hợp. Có 10% phụ nữ mang thai gặp phải tình trạng đa ối, bị bệnh về tiểu đường. Thứ hai là nếu bạn đang mang đa thai, khả năng có quá nhiều nước ối là rất cao. Trong nhiều trường hợp đa thai, một trong những đứa trẻ có thể quá nhiều nước ối và đứa khác thì quá ít nước ối. Thứ ba là nếu bị dị tật bẩm sinh hoặc các vấn đề về y tế, bé sẽ ngừng nuốt nước ối trong khi thận vẫn tiếp tục bài tiết nước tiểu, sứt môi, hẹp môn vị và não uống thủy là những vấn đề mà bé có thể gặp phải. Thứ tư là các nguyên nhân khác, dường như có một mối quan hệ giữa mức nước ối cao và biến dị di truyền như hội chứng Down. Quá nhiều nước ối có thể là một dấu hiệu của một số bệnh thiếu máu hoặc các bệnh truyền nhiễm. Thứ năm là cách xử lý khi quá nhiều nước ối như thế nào. Khi nghi ngờ bạn bị đa ối, bác sĩ sẽ yêu cầu bạn siêu âm hoặc tiến hành chọc hút ối. Có thể bạn sẽ được kiểm tra một cách thường xuyên hơn trong suốt thời gian còn lại của thai kỳ để theo dõi sự phát triển của thai nhi và xác định nguy cơ sinh non của bạn. Nếu nghi ngờ bạn bị bệnh tiểu đường, bác sĩ sẽ kiểm tra và bắt đầu điều trị cho bạn ngay lập tức. Bạn có thể được yêu cầu ở lại bệnh viện để được theo dõi nếu có hiện tượng vỡ ối sớm. Chọc ối có thể giúp mẹ bầu giảm bớt các triệu chứng về hô hấp, nhưng đây chỉ là một giải pháp tạm thời. Trong một vài trường hợp, bác sĩ có thể cho bạn uống Indomethacin để điều trị đa ối. Thuốc uống này thường được chỉ định dùng trước tuần thứ 31, có tác dụng làm giảm lượng nước ối tiết ra hoặc làm tăng sự tái hấp thụ của nước ối, làm giảm lượng nước tiểu thoát ra từ thai nhi và làm tăng sự trao đổi dịch qua màng thai. Sử dụng liên tục Indomethacin trong vòng từ 48 đến 72 giờ đồng hồ có thể gây ra tình trạng đóng sớm ống động mạch, mẹ bầu nên đặc biệt phải chú ý.